đến với những thông tin chi tiết trong ngày hôm nay. Các bạn đừng quên bấm đăng ký kênh và nhấn nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất, những cập nhật nóng hổi nhất về bóng đá mỗi ngày. Và sau đây là những nội dung chính trong ngày hôm nay. Tuyển nữ Việt Nam đến Ba Lan chuẩn bị đối mặt với thử thách mới. Khi nào huấn luyện viên Tuchel kết thúc thử nghiệm? U17 Việt Nam chia điểm đáng tiếc với U17 Ấn Độ. Tuyển nữ Việt Nam đến Ba Lan chuẩn bị đối mặt với thử thách mới. Sau khi đến Warsaw, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ giao lưu cùng với cộng đồng người Việt Nam tại Warsaw trước khi bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với U23 Ba Lan. Ngày 17 tháng 6, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã di chuyển từ Frankfurt, Đức tới Warsaw của Ba Lan để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu thứ 3 trong chuyến tập huấn tại châu Âu chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup nữ 2023. Ngay khi tới sân bay Ferrix-Chopin, thầy trò huấn luyện viên Marik Chung nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình từ phía đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan. Theo VFF, ông Nguyễn Hùng, đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Ba Lan trực tiếp tới đón và chào mừng đội tuyển nữ Việt Nam tới sân bay. Tại đây, thủ quân Huỳnh Như và các đồng đội cũng nhận được sự chào đón nồng nhiệt từ phía các tổ chức Việt Nam tại Ba Lan và người hâm mộ. Sau khi đến Ba Lan, các cầu thủ Việt Nam sẽ nghỉ ngơi và giao lưu cùng cộng đồng người Việt Nam tại Warsaw trước khi bước vào tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu tới. Theo kế hoạch, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ có trận đấu giao hữu với đội tuyển nữ U23 Ba Lan vào lúc 11 giờ giờ địa phương ngày 19 tháng 6. Đây là một trong 4 trận đấu giao hữu của thầy trò huấn luyện viên Marik Chung trong chuyến tập huấn tại châu Âu. Trước đó, đội tuyển nữ Việt Nam có 2 trận đấu giao hữu quan trọng tại Đức khi gặp U20 Eintracht Frankfurt và câu lạc bộ Skotmai. Ở trận ra quân tại Đức, đội tuyển nữ Việt Nam đã giành chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ nữ U20 Eintracht Frankfurt trên sân vận động Sommerdam ở Rüsselsheim. Nguyễn Thị Bích Thùy và Phạm Hải Yến đã thay nhau lập công cho đội tuyển Việt Nam, trong khi bàn thắng của U20 Eintracht Frankfurt thuộc về Khalifa. Còn ở trận đấu thứ hai, đội tuyển nữ Việt Nam đã có chiến thắng 2-0 trước câu lạc bộ Skotmai nhờ các bàn thắng của Phạm Hải Yến và Nguyễn Thị Thúy Hằng. Đáng chú ý, trận đấu với Skotmai tiếp tục là cơ hội để huấn luyện viên Marik Chung thử nghiệm đội hình khi những cái tên như là Trần Thị Thúy Nga, Nguyễn Thị Mỹ Anh được tung ra sân ngay từ đầu cùng với các trụ cột là Huỳnh Như, Thu Thảo và Tuyết Dung. Ở trận đấu này, đội tuyển nữ Việt Nam đã đón chào sự quay trở lại của trung vệ Trương Thị Kiều sau 9 tháng tạm nghỉ để điều trị chấn thương. Cầu thủ này vào sân từ phút 76 và đã phần nào tìm lại được cảm giác sau thời gian dài không thi đấu. Sau trận đấu với U23 Ba Lan, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ trở lại Đức vào ngày 20 tháng 6 để chuẩn bị đá giao hữu với đội tuyển nữ Đức lúc 18:15 giờ địa phương ngày 24 tháng 6. Sau chuyến tập huấn này, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ về nước và tiếp tục rèn quân trước khi di chuyển tới New Zealand vào ngày 5 tháng 7 để chuẩn bị bước vào hành trình tại vòng chung kết World Cup nữ 2023 diễn ra từ ngày 20 tháng 7 tới ngày 20 tháng 8 tại Australia và New Zealand. Tại New Zealand, đội tuyển nữ Việt Nam dự kiến sẽ có trận đấu giao hữu với nước chủ nhà vào ngày 10 tháng 7. Tại vòng chung kết World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng E cùng với các đội tuyển nhà đứng cơ vô địch Mỹ, Hà Lan, Bồ Đào Nha. Bảng đấu được nhận định quá khó để thầy trò huấn luyện viên Marik Chung tạo nên địa chấn, nhưng chắc chắn sẽ mang đến nhiều trải nghiệm cho nhà vô địch SEA Games 32. Đội tuyển Mỹ hiện đang là nhà đương kim vô địch và cũng đang nắm thành tích tốt nhất lịch sử World Cup nữ với 4 lần vô địch, trong khi Hà Lan là đương kim Á quân, còn Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn so với đội tuyển Việt Nam. Theo lịch thi đấu, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ lần lượt đối đầu với đương kim vô địch thế giới Mỹ vào ngày 22 tháng 7, gặp đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 27 tháng 7 và chạm trán Á quân Hà Lan vào ngày 1 tháng 8. Tất cả các trận đấu tại vòng bảng của thầy trò huấn luyện viên Marik Chung đều sẽ diễn ra tại New Zealand. Khi nào huấn luyện viên Tuchel kết thúc thử nghiệm? Đội tuyển Việt Nam chưa gây ấn tượng khi đang đưa ra những thử nghiệm về mặt nhân sự. Đương nhiên, cảm thông với huấn luyện viên Philippe Tuchel, nhưng sẽ bất ổn nếu mọi chuyện không thay đổi. Tính tới trận đấu gặp Hồng Kông Trung Quốc ít ngày trước, thời gian thực tế mà huấn luyện viên Philippe Tuchel làm việc cùng với các tuyển thủ Việt Nam không nhiều với khoảng thời gian nửa tháng cho cả hai lần tập trung. Chưa đủ thời gian làm quen, việc lực lượng có thay đổi trong hai lần tập trung kể từ đầu năm cũng khiến thuyền trưởng người Pháp vất vả trong vấn đề đánh giá năng lực của từng người. Bên cạnh đó, thay đổi trong cách chơi bóng từ phòng ngự sang tấn công cũng không phải là chuyện ngày 1, ngày 2. Điều này thấy ngay trong cách chơi của đội tuyển Việt Nam ở chiến thắng trước Hồng Kông Trung Quốc. Các học trò của huấn luyện viên Philippe Tuchel kiểm soát bóng tốt với thời lượng vượt trội, nhưng rốt cuộc loay hoay trong các giải pháp cuối cùng bằng hàng loạt những đường chuyền sai. Những gì đang cho thấy ở đội tuyển Việt Nam nó hy vọng có phần lạc quan thái quá, nhưng ít nhất ông Philippe Tuchel cần thêm thời gian nhằm hoàn thiện mọi thứ thay vì phập phù như ở trận thắng Hồng Kông. Chờ đến khi nào? Người hâm mộ cần kiên nhẫn với đội tuyển Việt Nam và huấn luyện viên Philippe Tuchel, nhưng đội lại thuyền trưởng người Pháp cùng các học trò cũng phải có những thay đổi một cách sớm nhất, cụ thể là trận đấu gặp Syria sắp tới. Tuyển Việt Nam cần phải khác hơn từ việc phải hạn chế sai số nơi hàng thủ đến hiệu quả của các chân sút và quan trọng nhất nằm ở mảng mềm tấn công, buộc phải tạo ra sự bắt mắt hơn nữa thay vì cảm giác bí bách như trong trận đấu vừa qua. Muốn thế, huấn luyện viên Philippe Tuchel nhiều khả năng phải dùng đội hình tốt nhất. Tuy nhiên, ngăn một điều với thời gian ít ỏi, chấn thương, dường như chiến lược gia người Pháp vẫn chưa thể chốt cho đội tuyển Việt Nam tối ưu.
Vì lý do trên, xem ra trận đấu gặp Syria trên sân vận động Thiên Trường vào ngày 20 tháng 6 tới, người hâm mộ vẫn chưa thể nhìn thấy một đội tuyển Việt Nam đáng xem cũng như có thể hy vọng. Người hâm mộ xác định sớm sẽ bớt thất vọng. Ngược lại, trận đấu gặp Syria chính là điểm cuối cùng để huấn luyện viên Philippe Chuze thử nghiệm với đội tuyển Việt Nam, cũng như cần hiểu rằng sự kiên nhẫn, cảm thông nào cũng chỉ có giới hạn. U17 Việt Nam chia điểm đáng tiếc với U17 Ấn Độ. Có bàn thắng dẫn trước sau hiệp 1, nhưng đội tuyển U17 Việt Nam không bảo vệ được thành quả khi để U17 Ấn Độ gỡ hòa một đều, qua đó chia điểm ở trận giao quân bảng D vòng chung kết U17 châu Á 2023 tối ngày 17 tháng 6. Báo An ninh Thủ đô đưa tin, ở trận giao quân này, U17 Ấn Độ là đội bóng nhập cuộc tốt hơn, nhưng U17 Việt Nam mới là những người có bàn vươn lên dẫn trước. Từ một tình huống phản công ở phút 44, Công Phương phất bóng dài để Long Vũ thoát xuống, xử lý thanh thoát trước khi dứt điểm hiểm hóc mở tỷ số cho U17 Việt Nam. Vào phút bù giờ, đoàn quân của huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn có cơ hội để nâng tỷ số lên 2-0 sau một tình huống đá phạt góc, nhưng cú sút của Đình Triệu lại đi trúng cột dọc khung thành của Ấn Độ trong sự tiếc nuối. Sang hiệp 2, U17 Việt Nam tiếp tục trung thành với lối chơi chậm chắc bên phía phần sân nhà để hạn chế sự nguy hiểm cho các pha lên bóng của U17 Ấn Độ. Tuy nhiên ở phút 70, nhận thấy thủ môn Bảo Ngọc lên hơi cao, Malem Gamba thực hiện pha sút xa chéo góc, đưa bóng đi thẳng vào lưới, gỡ hòa một đều cho Ấn Độ. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu này. Cùng với việc U17 Nhật Bản hòa một đều với U17 Uzbekistan, cả bốn đội ở bảng D đều có một điểm sau trận ra quân. Ở lượt trận đấu tiếp theo, U17 Việt Nam sẽ chạm trán với U17 Nhật Bản vào lúc 17 giờ ngày 20 tháng 6. Chia sẻ với truyền thông sau trận U17 Việt Nam hòa một đều U17 Ấn Độ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho biết: "Như chúng tôi đã nhận định trước trận đấu, trận ra quân luôn khó khăn. Các cầu thủ bị căng cứng tâm lý nên chơi không đúng sức. Khi U17 Ấn Độ bị sụt giảm thể lực, các cầu thủ của chúng tôi đẩy cao đội hình nhưng bỏ lỡ một số cơ hội ăn bàn đáng tiếc. Dù vậy, kết quả hòa theo tôi là hợp lý, phù hợp với diễn biến ở trên sân." Nói thêm về màn trình diễn của các học trò, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn bày tỏ: "Sự căng thẳng tâm lý khiến cầu thủ chơi bóng không đúng sức, không thực hiện được tốt đấu pháp. Khi có bàn thắng lại không duy trì được thế trận để U17 Ấn Độ tiếp tục kiểm soát bóng nhiều hơn." Đánh giá về U17 Ấn Độ, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng U17 Ấn Độ trải qua hành trình chuẩn bị với nhiều trận thi đấu, nhưng mỗi trận có tính chất khác nhau. Họ thi đấu tập huấn tốt, nhưng tính chất khác với trận đấu chính thức, U17 Việt Nam cũng chơi không kém. Sau lượt trận 1, bốn đội bóng ở bảng D đều có một điểm. Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn cho rằng bốn đội ở bảng đấu này sẽ bắt đầu lại từ đầu, mỗi trận đấu sẽ có sự khác nhau. "Tôi hy vọng U17 Việt Nam sẽ tiếp cận trận đấu với U17 Nhật Bản tốt hơn so với trận đấu này. Tôi cho rằng cơ hội hiện tại đang là chia đều cho bốn đội. Như tôi đã nói trước khi khai cuộc là không có đội bóng nào yếu, cũng không có đội bóng nào mạnh ở bảng đấu này cả. Chúng tôi bước vào trận đấu này với sự tôn trọng của các đối thủ như nhau.